Ca sĩ Lâm Hồn từ chàng trai nghèo lái tàu trở thành ca sĩ nổi tiếng nhờ đàn anh Vũ Linh. Nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương hai tháng qua khác lạ thường, khác lạ đó là dòng người đổ về đây lườm lượp. Cứ hỏi đến đây làm gì thì họ đều nói một câu: đến viếng mộ nghệ sĩ Vũ Linh. Sức hút lạ kỳ của nghệ sĩ Vũ Linh khiến cho ban lãnh đạo Hoa Viên Bình Dương cũng phải ngạc nhiên và thầm cảm phục người nghệ sĩ tài hoa. Lúc còn sống, ông sống với một cuộc đời lặng lẽ, nhưng khi qua đời thì có biết bao nhiêu người yêu thương, quý trọng. Cửa Hoa Viên Bình Dương đã mở rộng để đón những đoàn khách từ các nơi đổ về. Vô hình nơi đây trở nên nhộn nhịp hơn so với những năm về trước. Từ trẻ em đến những thanh niên, bạn trẻ cho đến các cụ già, đi không vững cũng được con cháu chờ trên đây để ngắm nhìn thần tượng cho thỏa lòng thương kính. Có sớm thuê xe 45 chỗ ngồi rồi cùng nhau đi thăm. Những đồng múa, những sư thầy, sư cô cũng bùi ngùi ngồi trước những di ảnh được khán giả tặng để khắp nơi xung quanh mộ nam nghệ sĩ, như hồi tưởng lại nghệ sĩ đã không ra đi về bên kia thế giới mà đang ngự trị trên một sân khấu lộng lẫy và uy nghi. Có người đến viếng và nói rằng Vũ Linh không còn cô đơn nữa, vì mỗi ngày đều có khán giả đến tâm sự, kể về những lần hiếm hoi được nhìn thấy nghệ sĩ bằng xương bằng thịt thập niên 80-90. Nay gặp lại người nghệ sĩ Vũ Linh bây giờ, giữa hai con người không còn khoảng cách nữa, rất gần nhau lắm nhưng mà lại phải xa dìu dời. Trong những hồi ức ngổn ngang của khán giả, một người em được nghệ sĩ Vũ Linh giúp đỡ lúc còn sống cũng đã kể lại mình đã biết ơn nghệ sĩ Vũ Linh như thế nào. Con đường đến với âm nhạc của Lâm Hùng gặp không ít bắc trắc. Anh trải qua nhiều nghề, đi lang bạt nhiều nơi để có tiền theo đuổi niềm đam mê. Ngày ấy gia đình giọng ca hãy đến với anh sống dưới ghe. Trong một lần cùng mẹ di chuyển từ Kiên Giang xuống Cà Mau, anh dừng ở bến tàu để ngủ. Đêm đó Lâm Hùng hát nghiêu nga bài Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm. Có một chị bán thuốc nghe được mới nói rằng hát hết bài sẽ cho mượn tấm chiếu để hai mẹ con nằm ngủ. Ông vua nhạc miền Tây tâm sự tất cả mọi người đều ủng hộ anh đi hát, chỉ riêng mẹ thì không. Lý giải về điều này, năm nghệ sĩ tiết lộ ba anh từng có thời gian lên Sài Gòn bươn trải để lại mẹ ở quê. Thời điểm đó ông kiếm sống bằng nghề bốc vác, mỗi ngày ngủ dưới gầm cầu chờ ghe chở trái cây từ miền Tây cập đến. Lúc ấy ba anh có cầm thêm một cây đàn và thường xuyên đàn hát cho mọi người nghe. Vì thấy hay nên một người bạn giới thiệu vào làm tại đoàn hát Kim Chung. Kể từ đó ông bỏ vợ để đi theo gánh hát khoảng 5-7 năm. Trong một lần đoàn ông về Kiên Giang biểu diễn, gia đình nội ngoại hay tin mới đến để giữ bằng được ông ở lại. Sau đó ba mẹ anh quay lại cuộc sống thường nhật là xuống ghe làm củi, và nghiệp ghe tàu đã ảnh hưởng một thời gian dài suốt tuổi thơ của Lâm Hùng. Anh tiết lộ rằng mình từng có bằng thuyền trưởng hạng 3, mọi lúc lái tàu anh đều hát nghiêu ngao. Chưa kể nam nghệ sĩ còn chịu khó tham gia những cuộc thi ca hát tại địa phương. Từ năm 1995 đến năm 1997, các cuộc thi âm nhạc ở Kiên Giang đều xuất hiện Lâm Hùng, nhưng anh rớt ở vòng gửi xe. Không chỉ lái tàu, Lâm Hùng còn làm đủ nghề khác nhau để mưu sinh. Chưa kể biến cố xảy ra, gia đình gặp thất bại về kinh tế khiến cho mọi thứ gần như mất trắng. Nam ca sĩ biện xin mẹ lên thành phố Hồ Chí Minh 3 năm để lập nghiệp, nếu không thành công sẽ vay về tiếp tục công việc lái tàu, nhưng bà từ chối. Ca sĩ Lâm Hùng lần đầu tiết lộ anh mang ơn nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Lâm Hùng cho biết nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh không chỉ là đàn anh, người đồng nghiệp thân thiết mà còn là ân nhân của anh trong những ngày đầu bước vào con đường ca hát. Lâm Hùng là giọng ca ăn khách của thị trường âm nhạc Việt Nam từ năm 2002. Với giọng hát ngọt ngào cùng ngoại hình điển trai ưa nhìn, một số ca khúc như Kẻ Đa Tình, Hát Cho Một Dòng Sông, Ký Túc Xá Chiều Mưa, Phi Trường Phúc Biệt Ly, Mỗi Người Một Quá Khứ, Em Về Đi, Nghĩ Mẹ, Đừng Để Em Biết Tôi Dối Gian, Khi Vắng Em đã trở thành bài hát quen thuộc đối với thế hệ 8X, 9X. Nhớ lại thời hoàng kim, Lâm Hùng cho biết anh đã từng là một sân tùng MTV ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng không quên những ngày đầu bước vào nghề, may mắn có nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh giới thiệu từ những show đầu tiên. Lâm Hùng bước vào nghề năm 1999 do nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh phát hiện và đưa anh lên thành phố vừa đi học vừa đi hát. Cơ duyên Lâm Hùng gặp Vũ Linh trong một lần nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh về xứ biển hát. Một người bạn của Lâm Hùng mới buộc miệng nói rằng mày khổ quá thôi thì lên hát thử một bài, biết đâu anh Vũ Linh thấy được lại cho mày đi theo. Nam ca sĩ mạnh dạn hát một bài. Sau đó nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gọi lại và nói: anh có nghe về hoàn cảnh gia đình của em,
em về xin mẹ em đi. Nghe vậy, Lâm Hùng lập tức trở về nhà thu chuyện và khẳng định lại lời hứa lúc trước, 3 năm không thành công, con sẽ vay về. Trong 3 năm theo nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Lâm Hùng thường mượn xe máy của bạn đi hát vào các buổi tối. Mỗi đêm anh được trả 50.000 đồng về mua 3 phần cơm, cùng ăn chung với các bạn mà mừng rớt nước mắt. Nam ca sĩ kể, thời ấy ai dạy gì anh học nấy, vì không có tiền, anh còn thật thà cho biết các bạn ca sĩ trẻ mới vào nghề bây giờ đều hát hay hơn so với mình khi đó. Nhận được sự hậu thuẫn của Vũ Linh, Lâm Hùng không hề ý lại mà còn cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng đàn anh. Lâm Hùng từng được Vũ Linh dạy, lần đầu, lần hai người ta có thể nể anh mà mời em, nhưng lần ba người ta có mời hay không là từ thực lực của em. Câu nói đó chính là động lực giúp cho nam ca sĩ phấn đấu từng ngày. Tuy may mắn có Vũ Linh giúp đỡ, Lâm Hùng cũng gặp không ít khó khăn thời điểm này, đó chính là chỗ ở. Nam ca sĩ cho biết cứ một tháng là Hùng phải đổi nhà một lần, vì chủ nhà họ thấy mình về khuya quá, họ không chấp nhận. Người ta không biết Hùng là ca sĩ, cứ nghĩ là đi làm chuyện xấu gì đó nên phải thay đổi hết chỗ này đến chỗ khác. Mặc dù có khó khăn, Lâm Hùng vẫn tự nhận anh cảm thấy may mắn khi có sự nghiệp thành công rất sớm. Lần lượt các album ra đời từ năm 2001 đến 2005 đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt, đẩy tên tuổi của anh lên cao. Minh chứng sự thành công này chính là năm 2016, sau 10 năm sự nghiệp chững lại, 2006, Lâm Hùng bán ra 500 album ca nhạc Tối Đời chỉ trong vòng một tuần giới thiệu. Một lần anh theo chân đoàn hát của Bào Xô Dân Ngọc về biểu diễn tại quê hương mình với cái xe 900.000 đồng. Khi giới thiệu đến tên Lâm Hùng thì khán giả vỗ tay rần rần. Nam ca sĩ mới tạm nghỉ, không lẽ mình nổi tiếng thiệt. Cuối đêm diễn, anh đến xin Bào Xô tăng cái xe lên 2 triệu đồng thì được đồng ý ngay. Sau đó nam ca sĩ thử tăng lên 5 triệu thì vẫn được đồng ý, thậm chí có những chương trình sẵn sàng trả 10 triệu đồng. Bên cạnh sự nổi tiếng, Lâm Hùng vẫn luôn tự hào rằng cho đến thời điểm hiện tại, anh chưa hề bị cám dỗ hay sa đà vào những chất kích thích mà giới showbiz dễ va chạm phải. Nhớ lại thời kỳ đỉnh cao, Lâm Hùng chia sẻ rằng anh cùng với Châu Gia Kiệt, Trương Đan Huy là những cái tên làm mưa làm gió ở thị trường miền Tây. Nam ca sĩ bộc bạch hình ảnh của Sơn Tùng MTV bây giờ chính là của Hùng khoảng năm 2004 ở miền Tây. Hồi xưa, người người nhà nhà thích ca sĩ, một album của Hùng nổi tiếng 5-7 bài là ít. Những lần Lâm Hùng đi biểu diễn ở dưới tỉnh, cứ khoảng 5 giờ chiều ra hành lang đứng thì dưới có khoảng chừng 200 người kéo đến chào mình. Hồi xưa vui lắm, và những hình ảnh như vậy bây giờ cũng khó tìm lại. Sau gần 20 năm, khán giả mến mộ cái tên Lâm Hùng giờ đây cũng ở độ tuổi 30 trở lên. Ai cũng có những lo toan khác nhau trong cuộc sống, nhưng anh vẫn giữ một vị trí rất riêng trong lòng khán giả. Còn với Lâm Hùng, những khán giả ấy chính là thanh xuân khiến cho anh không khỏi xúc động. Mỗi khi hồi tưởng về, anh chia sẻ, nhiều lúc vô tình đọc trên Facebook tin nhắn của ai đó nói là hâm mộ từ năm 2000 đến giờ, Hùng ấm lòng lắm. Có khi họ còn khoe những hình ảnh tác phẩm mình tặng vẫn còn giữ tới bây giờ, nhìn cảm động lắm. Hiện tại Lâm Hùng đang sống hạnh phúc bên vợ đẹp và ba nhóc tỳ lém lỉnh tại một căn hộ cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, nam ca sĩ còn rất hài lòng, mãn nguyện với cuộc sống vì đã hoàn thành sứ mệnh của con người, lo mộ yên mã đẹp cho cha mẹ và gây dựng một khu vườn lớn ở Kiên Giang. Ngoài ra, Lâm Hùng đang chuẩn bị gấp rút để kịp cho ra đời tiếp 25 tình khúc còn lại, để hoàn thành dự án âm nhạc 100 tình khúc để đời.